Rồi những khi nào em thấy buồn, hãy nhớ lấy những giây phút ban đầu. Ngày trái tim còn biết rung động, khi mới yêu lòng không biết ghét hờn. Rồi những khi nào em thấy buồn, hãy nhớ những sớm mai biết yêu người. Lòng trắng trong và đời biết rung động, không tính toán và không biết lọc lừa. Và một ngày nào em sẽ biết bài học yêu thương còn rất vô cùng. Em sẽ biết yêu qua ngày tháng để con tim vơi đi những nhọc nhằn. Và một ngày nào em sẽ biết những niềm đau còn theo em đến. Nếu tôi không đi thì tôi biết làm gì đây? Cái vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Đã biết là mối quan hệ này không đi tới đâu hết, nhưng thằng nhỏ làm cái gì? Tao nói mày qua đây. Làm gì trong này? Trong này hả? Hả? Quay lại hỏi nha. Làm cái gì vậy? Lên. Bảo Lan hả? Anh Cường, anh anh nóng lắm, tôi không khuyên anh được. Cô đúng là không làm được cái gì hết á. Cô là đồ ngốc. Anh đau lắm à? Để em gọi bác sĩ cho anh nha. Thôi, không cần đâu. Để anh ở đây một mình. Ở lại bên cạnh anh nha. Bác, dù sao con cũng là ân nhân cứu anh Huy mà bác. Cô đừng có mà kể công với tôi, bởi vì tôi chẳng ưa cô chút nào cả. Mọi chuyện xảy ra như thế này, tất cả đều do lỗi của cô. Còn dám vác cái mặt tới nữa hả? Sao không đưa cái đơn ly dị tới cho thằng Gia Huy nó ký luôn đi. Bà bảo con tới đây thăm anh Huy, có chuyện gì về nhà nói nha mẹ. Cô nhìn đi, cô coi cái thằng anh mất dạy nha cô. Nó đánh con tôi ra như vậy nè. Và lần này con muốn ra bà được đoàn tụ. Tôi không tin, tôi không tin đâu. Bảo Lan, nếu thật sự đứa bé đó là con của cô với anh Quy thì tại sao khi về nước cô vẫn phải giấu hả? Tôi nói không phải là trù. Nếu thằng Gia Quy và tôi có mệnh hay gì, cô không biết cái tôi đâu. Thím bình tĩnh đi thím. Gia Quy không có sao đâu. Thím đừng có nói xui vậy. Biết vậy, ngày xưa tôi không cho thằng Gia Quy cưới cô đâu. Mẹ ra đi. Ba mẹ à, ba mẹ ra ngoài đi. Con có chuyện muốn nói với anh Hai. Con nói luôn đi, ba mẹ nghe luôn. Thôi, mình đừng làm chuyện rối thêm nữa. Ra ngoài đi bà. Gia Huy đánh anh hả? Anh hỏi em, có phải là em biết chuyện của hai đứa nó lâu rồi đúng không? Biết, biết rồi mà sao em còn giấu anh được cái gì? Không nói cho anh nghe. Thủy Tiên à, em đang nghĩ cái gì vậy?
em để cho thằng Gia Huy nó cướp mất bảo lan của anh. Cho thằng chồng em, sao em không chịu ngó ngàng gì tới nó? Anh hai à, anh bình tĩnh có được không? À, không thể bình tĩnh được. Thủy Tiên, tại sao em có thể nhịn nhục được như vậy hả? Em có quyền mà, em vạch mặt tụi nó ra đi hả? Anh hai, anh yêu bổ lại như một thằng ngu vậy đó. Anh sai rồi, anh nghỉ ngơi đi, ngày mai nói chuyện tiếp. Anh không có sai, nhưng mà anh không thể nhịn nhục được như em. Nếu không nhịn nhục được thì lo người ta cũng chết hay sao? Mọi chuyện giờ đã tan nát hết rồi, anh chỉ làm cho ba mẹ thêm đau lòng thôi. Anh chỉ nghĩ cho anh thôi, không nghĩ cho ai nữa hết. Đúng. Anh chỉ nghĩ tới mình anh nè. Em không có hiểu cảm giác đâu. Khi mà anh thấy Bảo Lan cặp kè thằng Gia Huy, anh chẳng muốn nhớ tới ai nữa. Đó anh không muốn làm gì nữa, anh chỉ muốn tìm được cái chết. Ok, chấp nhận đi. Chấp nhận là Bảo Lan không yêu anh. Trên thế gian này biết bao nhiêu thằng đàn ông, xong ổng không yêu mấy người đó. Cô lại chọn ngay Gia Huy là chồng em đấy chứ. Anh đừng có hỏi tại sao. Cho dù là anh biết câu trả lời là tại sao thì anh cũng không thể nào giành Bảo Lan về được đâu. Anh có mượn rượu giải sầu cũng không phải là cách đâu. Anh hai à, anh quên Bảo Lan đi. Muốn quên là quên được sao em? Ok, em có thể dễ dàng quên Gia Huy, nhưng anh không thể nào anh quên được Bảo Lan. Không thể. Anh hai, anh có biết Bảo Lan là người như thế nào hay không hả? Cô ấy rất thực dụng và rất cạn tình nữa. Sợ gì Bảo Lan tiếp cận với Gia Huy là cô ấy muốn từ bỏ cuộc sống khó khăn trước đây của cổ. Tiền, anh nói một lần nữa, anh xin em đó, em đừng nói xấu Bảo Lan một lần nữa được không hả? Bản thân gia đình mình á, em thấy vất vả quá rồi, cô bắt buộc cô phải bươn trải như vậy chứ. Anh hai à, anh hai bình tĩnh lại đi, anh đừng có bênh cô ta nữa. Cô ta không đáng để cho anh đau lòng như vậy đâu. Quên Bảo Lan đi anh hai. Được, nếu như em muốn anh quên Bảo Lan thì chỉ còn một cách thôi, để cho anh chết đi. Anh hai, anh hai, anh hai ơi, có anh muốn tay ra đi. Anh hai bình tĩnh lại đi. Anh không bình tĩnh được, anh không muốn làm em sảy thai thêm một lần nữa. Nếu như anh không muốn em sảy thai thì đi vô nhà đi. Anh nói buông tay ra. Sao anh cứng đầu quá vậy hả? Nếu như anh chết rồi, ai sống với ba mẹ hả? Bây giờ anh sống, anh đâu có giúp gì cho ba mẹ anh đâu. Sống làm cái gì hả? Sống chỉ gây thêm phiền phức cho người khác thôi. Anh hai, nhưng mà dù sao anh cũng phải ở bên cạnh ba mẹ chứ. Cái gì kiếp sau anh sẽ trả. Anh thật sự muốn chết như vậy hả?
em còn đau khổ hơn anh nhiều nè. Thôi được rồi, anh muốn đi chết cho em chết chung đi. Tiên, em nghe anh nói nè. Đứa con trong bụng em sao? Bây giờ Gia Quy không cần em và đứa con trong bụng của em nữa. Thì em tiếng sống để làm gì nữa, em đi chết. Em nói gì vậy? Em nghe anh đi. Thôi đi, buông ra được chưa? Thủy Tiên vô nhà. Mẹ, sao bà đánh tụi nó? Con không đánh đánh hả? Nuôi tụi nó lớn, bây giờ tụi nó báo hiếu như vậy hả? Đánh đi con. Dám về nhà. Mẹ với anh Hai thương em lắm, em biết không? Nghe Hai nói nè, mẹ đừng đợi em ở nhà, cho anh Hai về nhà nhé. Không về đâu. Em có nghe lời anh Hai không? Em có thương mẹ không? Về nhà đi em. Mẹ đang chờ em ở nhà kìa. Giờ trở đi con không làm điều gì dại dột hết. Đừng để cho mẹ phải lo lắng nghe con. Được rồi, con hứa mà mẹ. Hứa là tốt rồi. Nhưng hả, bây giờ em lên lầu tắm đi, anh Hai chạy đi mua gì cho em ăn nha. Nhớ rồi, cháo nghêu món em thích nhất. Mẹ, con đi nghe mẹ. Con à, lên lầu tắm rửa cho mát đi con.
Rồi anh hai con mua thức ăn về cho con ăn nha. Đi con. Nè, Gia Bảo, ăn đi con. Ngon không? Dạ ngon. Ngon không? Càng nhìn càng giống quý vậy. Thím ơi, con không có liên lạc được với Thủy Tiên. Nhắn tin cũng không trả lời nữa. Có khi nào Thủy Tiên bị làm sao rồi không? Có cái gì đâu chứ. Chắc là không có chuyện gì đâu. Chạy về nhà mép ba mẹ nó đó. Thím thiệt tình á. Gia Huy gây ra chuyện tay đình như vậy mà thím đổ hết lên đầu Thủy Tiên à. Hình như là tại vì Bảo Lan hay tặng quà nên mới được thím nói đỡ đúng không? Nè, không có được nói bậy kiểu đó nghe chưa. Bà ơi, bà, chuyện tay đình là chuyện gì vậy bà? Trời đất ơi, con nít không được nghe mấy cái này nghe chưa. Nè, mai mốt không được nói chuyện này trước mặt nít nha. Ngon không? Dạ ngon. Thằng nhỏ giỏi nịnh giống hệt mẹ vậy đó. Không thân thiết gì cũng nhào vô ăn uống. Thiệt là dễ ghét. Con không thấy nó có duyên với thím hả? Thằng Gia Huy lúc nhỏ cũng vậy á, không ai ẵm được. Thím à, có khi nào người ta ăn ốc mà Gia Huy nhà mình đổ vỏ không thím? Trời đất ơi, con không thấy nó giống Gia Huy y chang à, nghi ngờ gì nữa. Không phải nghi ngờ mà con chỉ đề phòng thôi. Nhà thím cũng giàu có mà, cẩn thận vẫn hơn. Hay là mình bắt Gia Huy dẫn nó đi xét nghiệm ADN đi thím. Đã liên lạc được với Thủy Tiên chưa? Dạ vẫn chưa chú. Nếu cần à, qua nhà anh Xui coi. Biết rồi. Ủa, thằng bé này vẫn ở trong nhà mình hả? Thì Bảo Lan đang ở bệnh viện chăm sóc cho con ông đó. Kêu cô ta về đây, mang thằng nhỏ này đi đi. Con, ông nội cho cháu đi. Con thưa ông nội. Bà ơi, sao ông nội không thèm nhìn con vậy? Bà ơi, mẹ con nói là mong mốt mẹ con với lại con sẽ về đây ở luôn á bà. Đúng rồi. Ủa bà, Cường nó sao rồi bà? Ngủ chậm á. Nguyên ngày không chịu ăn uống gì hết. Tôi mà biết vậy hồi xưa tôi không có nhận nuôi con Lan đâu. Mẹ ơi, chuyện qua lâu rồi. Mẹ nhắc lại làm chi? Anh hai đang sốc đó, mẹ canh chừng ảnh nha. Thủy Tiên à, giờ con tính sao? Con đang có bầu đó. Không phải nói ly hôn là ly hôn được đâu nghe con. Ý ông là làm sao? Bây giờ ông không muốn cho con Thủy Tiên ly hôn hả? Thằng Huy nó không làm tròn trách nhiệm làm chồng thì dẹp, không có cần nó nữa. Tôi đang bàn chuyện nghiêm túc, bà đừng có chen ngang vô được không? Chen ngang cái gì? Ông có biết thật con Thủy Tiên qua nhà đó khổ cỡ nào không? Nó như là người ở bên đó vậy đó. Tôi còn sướng hơn nè, tôi đi làm còn có lương. Tôi không muốn con tôi khổ thêm nữa. Thôi mẹ, mẹ đừng nóng nữa mà. Nóng cái gì? Con Lan nó yêu ai không được, sao cứ phải là thằng Huy? Nó giật chồng người khác vậy, nó không sợ trời phạt hả? Quả báo nhãn tiền cho ông coi nè. Mệt bà quá hả? Bà thấy mọi người mệt hết rồi. Không ấy mình vô mình nghỉ đi. Chuyện gì để mai tính. Một lát mẹ ngủ với con nha. Con không có hiểu quẩn đâu. Con còn phải sống cho con của con nữa mà. Ba mẹ đừng lo. Thôi con ngủ trước đây. Anh định về nhà thật sao? Sao không ở thêm mấy hôm nữa? Anh sẽ dẫn em về chung luôn. Nếu mà anh không làm vậy thiệt thòi cho hai mẹ con lắm. Anh làm em xúc động quá. Em hứa sẽ làm một người vợ tốt và chăm sóc Gia Bảo thật là tốt nữa. À, lúc nãy tiện thể em đã làm giấy chứng nhận thương tích cho anh rồi đó. Mình sẽ nhờ luật sư kiện ông Cường luôn. Kiện hả? Thôi, kiện cáo chỉ chút thêm rắc rối thôi à. Anh thấy vết thương của anh cũng không nghiêm trọng đâu. Thôi bỏ qua nghe đừng kiện. Anh làm sao vậy? Có phải vì Thủy Tiên mà anh ái ngại đúng không? Anh phải nhớ rằng
chính ông Cường muốn ép anh phải chết. Nếu như anh do dự, lần sau sẽ càng nghiêm trọng hơn đó. Nghe em đi, càng làm mạnh càng tốt. Và anh có làm như vậy mới ly hôn được với Thủy Tiên. Vẫn chưa liên lạc được với Thủy Tiên sao? Dạ chưa, nhà bên đó cũng không liên lạc được luôn. Con nghĩ chắc là họ giận nhà mình đó chú. Gì? Họ được quyền giận mình sao? Làm gì có chuyện ngược đời đó chứ. Con trai người ta đánh con trai mình trước mà, đáng lẽ bên đó phải qua xin lỗi mình trước mới đúng á. Thôi bà im đi. Bực bội quá đi. Không nói là không được. Con Thủy Tiên á, nó có cái số sướng mà không biết hưởng. Có một cái chuyện nhỏ nhặt như vậy mà giận dỗi bỏ nhà ra đi à. Thế mà đâu phải cứ nhà cao cửa rộng là hạnh phúc đâu. Con thấy hả, chỉ cần nhà nhỏ thôi nhưng mà chồng hết lòng yêu thương, không có ngoại tình á, vậy là hạnh phúc rồi. Mệt con quá đi. Không có tiền làm sao mà hạnh phúc được chứ. Trời đất ơi, thằng Huy nó bệnh nặng sao đưa nó về nhà. Dạ, tại anh Huy sợ anh trai của Thủy Tiên vào hành hung giống hôm bữa nên con đưa anh ấy về ạ. Làm gì có chuyện đó. Giờ mới biết sợ sao? Nếu vậy từ nay về sau á, đừng có quan hệ lăng nhăng bừa bãi nữa. Con đang nghi ngờ lắm, không biết ba có phải là ba ruột của con hay không nữa. Suốt ngày cứ xỉa xói bên vực người ngoài không ạ. Ai là người ngoài? Thủy Tiên là người trong nhà mà. Chú nói vậy có gì sai? Vậy thôi đi, thích chọc kẹo bánh xe quá hả? Anh đừng có nóng nữa mà. Ba, con có chuyện muốn nói với ba nè. Tôi không có chuyện gì để nói với cậu hết á. Nhưng còn cô, tôi có chuyện muốn nói với cô đó. Trời đất ơi, nó mới về. Theo tôi. Cho nó nghỉ ngơi một chút đi. Để anh ra với em. Thôi, ba muốn nói chuyện với em, để em ra là được rồi. Thì anh cũng có chuyện muốn nói với ba mà. Anh đừng chọc giận ba nữa được không? Hả? Mẹ ơi. Con trai, con ở đây có ngoan không? Con có nghe lời ông bà nội không? Dạ có. Mẹ ơi, con có được ở nhà này không mẹ? Ba ơi, con có được ngủ chung với ba không? Được chứ sao không? Nhà của mình mà, thích là mình ngủ à. Giờ đi ngủ ha. Anh đưa Gia Bảo lên phòng trước em nha. Đi con. Đi. Nó ngủ phòng Gia Huy. Mẹ Thủy Tiên về thì làm sao chứ? Thủy Tiên sẽ không về nữa đâu. Thủy Tiên có về hay không á, cũng không đến lượt cô ngủ phòng đó đâu Bảo Lan. Ủa sao vậy? Cô đừng quên, Thủy Tiên đang mang bầu đứa con của Gia Huy đó. Tôi á, tôi chỉ quan tâm tới con của tôi thôi. Còn con của người khác á, chẳng có liên quan gì hết. Và lại, tôi không thể vì đứa con của Thủy Tiên mà làm cho Gia Bảo mất tình cha con được. Giờ tôi phải ra nói chuyện với ba. Xin lỗi cô nha. Ra đi, ổng đợi kìa. Thím à. Cái gì? Tại sao cô ta ngang nhiên như vậy, còn muốn cướp chỗ của Thủy Tiên nữa? Thím không nói gì hết hả? Nói gì chờ, để ổng nói đi. Chuyện là như vậy, tôi thấy là rất khó chịu đó. Nhưng có một số việc tôi cần phải làm cho rõ. Thứ nhất, cô phải bỏ thằng Gia Huy và dâu tôi đi. Còn chuyện của con của cô có phải là con của Gia Huy không, tôi không cần quan tâm. Với lại, tôi không cho thằng Gia Huy nhà tôi ly dị Thủy Tiên đâu. Ba, sao ba? Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi vào ba mà. Nhưng con với anh Gia Huy thương nhau thiệt. Anh Huy rất thương Gia Bảo. Tại sao bà cứ chia lìa chúng con chứ? Nếu hai người không chịu chia tay, tôi nhường Gia Huy cho cô đó. Tôi sẽ cắt đứt quan hệ cha con với nó. Hai người dọn ra khỏi nhà này. Đi đâu thì đi, tôi chả thèm quan tâm. Ba, con đã một mình nuôi Gia Bảo 5 năm rồi. Ba có biết nuôi con một mình vất vả cực khổ như thế nào không? Sao ba không hiểu cho nỗi lòng của con? Sao ba không chấp nhận được cháu trai mà cứ khăng khăng đuổi con đi ngoài vậy? Không muốn người vô liêm sỉ như cô ở trong nhà của chúng tôi. Vậy lại, Thủy Tiên là bạn thân của cô mà. Con đã giúp gia đình này được con đứa cháu đích tôn, như vậy là con hơn Thủy Tiên rồi. Tại sao mọi người không chấp nhận con? Cái gì cô cũng giỏi hết á.
Đi đi. Nếu có gì sai, con sẽ sửa. Con xin hứa sẽ là một người con dâu tốt. Ba, con xin ba mà. Không muốn nghe cô nói nữa đâu. Cô đi được rồi đó. Ba cho con đi đi. Chạy nhảy trên này nữa, ba đang mệt lắm. Đi chơi đi. Ba ơi ba, ba chụp hình với ai vậy ba? Chuyện người lớn, con nít không được hỏi nhiều biết chưa? Gia Bảo, đi về con. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy mẹ? Sao vậy em? Ba anh đuổi em hả? Ba nói là sẽ không chấp nhận một đứa con dâu nào ngoài Thủy Tiên. Và cũng không chấp nhận Gia Bảo luôn. Ba muốn tụi em phải đi. Mặc kệ ba anh đi, quan tâm làm cái gì? Anh nói với em rồi, cái chuyện này nè, anh phải ra mặt mới được. Nhưng mà em không muốn anh phải đối đầu với ba nữa. Lần này á, anh sẽ không nhịn ba nữa đâu. Từ trước giờ anh nhận bộ ba nhiều lắm rồi. Một lát anh đi kiện thằng Cường luôn. Thảo Lan nè. Em yên tâm đi. Anh sẽ bảo vệ che chở hai mẹ con. Đừng có lo. Nhật Hà, đây là vé máy bay của con. Qua bên Mỹ ở tạm với ông bà ngoại một thời gian nghe con. Con không đi đâu mẹ. Nhật Hà, con à, con đã phải chịu nhượng bộ mẹ là bị nhốt ở trong nhà rồi. Bởi vì con không muốn mẹ nghĩ xấu về Mifasi. Thôi đủ rồi, mẹ không muốn nghe nhắc đến cái tên đó nữa. Nhưng mà mẹ đừng nghĩ mẹ là mẹ của con, thì tất cả những lời mẹ nói ra con phải làm theo ý của mẹ. Chính vì là mẹ của con nên mẹ phải bảo vệ con. Nhưng bảo vệ con quá đáng cũng là một cách làm khổ con đó mẹ. Mẹ không tranh luận với con nữa. Tất cả những chuyện mẹ làm đều muốn tốt cho con mà thôi. Thôi được rồi. Tiền luôn ạ. Chị uống gì tình lấy tiền là sao? Đây đây em có nè. Đấy thôi. Không dùng được bao nhiêu sao? Đây đủ rồi.
nhưng mà đều là người một nhà cả, có ngại anh uống đi. Đi mày nó con, mày nó con. Mẹ đi đâu về sớm vậy? Ừ, con gái bà Thu đi Mỹ nên bà kêu mẹ qua phụ giúp mà. Mà sao con thức sớm vậy? Ngồi không nên cũng nghĩ lung tung, cho nên con tìm đại chuyện gì đó làm. Gia Huy có gọi điện cho con chưa? Gọi gì nữa mà gọi? Nói như Bảo Lan làm chuyện mất mặt như vậy mà còn dám gọi điện nữa hả? Nó mà tới đây quỳ lại năn nỉ tôi không cho con Tiên về bển đâu. Thôi, ông còn đế thêm nữa. Thằng Gia Huy nó sai, nhưng mà thằng Cường nhà mình cũng làm cho nó một trận rồi, coi như quề. Cái chuyện đáng lo bây giờ là đây nè, đứa nhỏ trong bụng Thủy Tiên đây nè. Tụi nó mà ly dị rồi nuôi nấng làm sao đây? Bên đằng nhà mình nghèo, nhưng mà nuôi một miệng ăn nữa cũng không sao đâu. Tôi cũng nghĩ vậy á. Thôi ăn sáng đi. Cường ơi, ăn sáng nè. Ủa, Cường chưa dậy hả con? Dạ, để con vô kêu ảnh. Ba mẹ. Qua ngồi xuống đó đi. Món mà con thích đó Thủy Tiên nó nấu. Ăn liền đi để ngồi nó nguội ngắt giờ á. Con thư tỉnh là được không? Cả nhà mình bị một vố đau, chứ không phải riêng gì mình con đâu. Con Thủy Tiên là bị sốc nhất kìa, mà nó trông đâu có thảm hại như con. Con mà tình trạng như vậy hoài, ba bực mình lắm đó. Thôi ba đừng nói nữa, ăn đi ba. Anh hai ăn sáng đi. Ăn đi, ăn cho tư tỉnh lên. Rồi quên con Lan đi, đừng suy nghĩ gì nó nữa. Con sẽ làm việc chăm chỉ để ba mẹ không phiền lòng gì con nữa. Giỏi, vậy mới xứng đáng là con của ba. Ăn đi con. Ăn đi con trai. Ăn đi bà. Ăn đi. Dạ. Cho hỏi đây có phải nhà anh Cường không ạ? Tôi là Cường đây. Có chuyện gì vậy? Anh Hoàng Gia Huy có đơn tố cáo anh Nguyễn Cường về hành vi bức tử ạ. Đề nghị anh về cơ quan để làm rõ. Cái này là vu khống nè. Chắc mấy anh hiểu lầm rồi đó. Để tôi giải thích mấy anh nghe. Là thằng Huy nó có con bồ. Mà con bồ nó là bạn gái của con trai tôi. Rồi thằng Huy cũng là con rể của tôi. Và vợ nó là con gái tôi nè. Đó rồi nó trốn vợ nó đi ngoại tình. Mà bồ của nó là bạn gái của con gái tôi. Mà bồ của nó cũng là bạn gái của con trai tôi nữa. Thành ra trai tôi nó nổi điên. Chứ đâu có gì đâu. Được rồi. Mời về cơ quan điều tra rồi trả bài tiếp. Trời ơi trời, giải thích vậy còn giờ mời về nữa. Thôi đi ba ơi. Bây giờ thằng Huy chơi mình vậy rồi. Không tránh, tránh được đâu ba. Thôi, mà nghe lời con đi. Để cho công an người ta xử lý nữa. Thôi được rồi, mời anh. Cô về sớm mà.
để cho anh hai đi đi. Lấy xong lời khai là về thôi, không có sao đâu ba. Thằng Huy thiệt là khốn nạn mà. Nó đã hại đời con, bây giờ hại đời anh hai của con. Con nghĩ ra cách gì đi. Không biết lúc trước gia đình mình mắc nợ gì nó mà nó hành xử kiểu này. Để nó con qua bển tôi hỏi. Thôi nè ơi, ba đừng có làm con khó xử nữa. Để con qua hỏi anh Huy. Dạ vui. Dạ thích. Khi nào rảnh á, ba sẽ đi mua cho con mấy dụng đồ chơi luôn. Thảo chơi ha. Dạ. Ngoan. Nè, con chạy ra mình đi chơi đi. Thế rồi. Anh Huy. Anh cũng tới đây làm gì? Ở trong mọi chuyện tôi nói rõ rồi. Tôi không muốn gặp cô nữa đâu, cô đi về đi. Huy à, nhưng mà anh đừng kiện anh hai em được không? Tôi giờ mặt mũi tôi nè, đánh tôi muốn chết luôn á, sao không kiện được? Anh cũng biết rõ là lúc đó vì sao mà anh hai em lại làm vậy mà. Anh tha cho ảnh nha. Nhưng mà hắn đâu có chừa tôi con đường sống đâu. Lúc đó vì rối loạn, mất hết lý trí nên anh hai em mới làm như vậy. Anh tha cho anh hai em nha. Khóc khóc hoài à? Cô chỉ biết khóc thôi sao? Về nhà khóc với nhà cô đi. Em không khóc nữa. Anh đừng có nóng giận như vậy. Nhưng mà anh nghe em nói nè, anh hai em là trụ cột trong nhà. Nếu mà anh hai em ở tù, ba mẹ em không sống nổi đâu. Đó là chuyện nhà của cô, tôi không quan tâm. Sao anh có thể vô tình như vậy hả anh? Bao nhiêu lâu qua, ba mẹ em coi anh giống như con ruột mà. Chưa bao giờ nặng lời với anh mà. Tôi có bao giờ bạc đãi gia đình của cô chưa? Không có đúng không? Anh trai cô bị như vậy là đáng tội lắm. Anh à, sao anh lại đổ hết tội lỗi lên đầu anh hai em vậy? Tại ai hả? Anh hai của cô á, làm người đàng hoàng không chịu đâu, khoái làm giang hồ à. Nhưng mà anh cũng biết tính của anh hai em mà. Tại sao anh còn cặp với Bảo Lan chứ? Nói đi nói lại cuối cùng á là lỗi của tôi hết á. Ờ, lỗi của tôi hết á. Tôi mệt rồi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, cô đi về đi. Anh Huy à, em xin anh hãy để những chuyện này dừng lại ở đây nha anh. Cô về nói với anh hai cô á, anh hai cô mới là người không buông tha cho tôi. Không phải tôi kiếm chuyện đâu, xin xỏ hoài. Anh Huy à, đừng có xin xỏ nói nhiều nữa, tôi mệt lắm rồi. Cô đi về đi, nghe làm ơn đi. Lần này tôi sẽ kiện để cho anh hai cô thấy á, tôi không phải là người dễ dãi đâu. Anh à, vậy bây giờ anh hãy nói cho em biết là em phải làm gì anh mới tha cho anh hai em đi. Mẹ. Cô đừng có kêu tôi là mẹ nữa. Nhà có chuyện gì là về liền. Cô làm dâu kiểu gì kỳ vậy? Thím à, sao thím nói vậy được? Con không biết gì mà nói. Thủy Tiên, đừng có khóc mà. Chị hai, chị nói với anh Huy tha cho anh hai của em đi. Không có biết điều gì hết trơn á. Mẹ, mình đi thôi mẹ. Đi con. Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ đó mẹ. Mẹ nói với anh Huy một tiếng tha cho anh hai của con đi. Mua tay ra. Tôi sẽ giúp cô. Đơn giản thôi. Cô chỉ cần ký giấy ly hôn là xong mà. Dù gì thì cũng mất mặt Gia Huy rồi, tới đây khóc lóc ăn vạ gì nữa chứ. Chú sẽ không đồng ý cho Thủy Tiên ly hôn với Gia Huy đâu. Chị à, em nói thì ba sẽ đồng ý. Con không cần phải nói với nó. Mẹ. Cô không có kêu tôi bằng mẹ nữa. Cô không có xứng với thằng Gia Huy nhà tôi. Tôi đã nói rồi, hôn nhân mà không môn đăng hộ đối trước sau cũng thất bại. Cô chấp nhận đi. Số cô trước sau thì cũng là như vậy. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cô đi ra khỏi nhà tôi. Đi. Thằng Gia Huy nhà tôi nó không cần cô nữa. Mẹ. Cô đi đi. Mẹ ơi mẹ. Con xin mẹ mà mẹ. Đừng có nói nữa. Mẹ ơi mẹ. Mẹ cứu anh hai con đi mẹ. Anh hai con không người phụ được đâu. Mẹ ơi, con phải làm sao hả mẹ? Anh Huy. We'll be right back.
Ba mẹ năn nỉ dữ lắm mới được vô thăm con á. Sao không nói gì hết vậy? Con bị câm hả? Sao con không chịu nói? Xin lỗi ba mẹ, con làm cho ba mẹ phải lo lắng. Nhưng mà bây giờ con không có gì để nói hết á. Mẹ về đi. Hay là con sợ Thủy Tiên khó xử nên con chịu tội một mình đúng không? Con tưởng con làm vậy là con cố giãn được chuyện nhà của con Thủy Tiên hả? Con Thủy Tiên tới nhà họ xin rút lại đơn kiện, họ đuổi nó ra khỏi nhà kìa. Cái gì? Trong khi Thủy Tiên mang giọt máu của nhà họ, vậy mà họ còn đối xử như vậy, thì thử hỏi họ còn tính người không con? Mẹ biết là lúc nào con cũng binh vực Thủy Tiên, nhưng lần này phải ở tù như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con dữ lắm biết không? Con xin lỗi ba mẹ. Ba mẹ về trước đi. Con xin nhận hết tất cả mọi chuyện. Mày muốn ở tù thì mày cứ ở tù đi. Tao không thèm quan tâm mày nữa. Ông à. Ba. Cường à. Cường à. Tội tình gì mà con phải chịu vậy chứ? Xin lỗi mẹ. Mẹ về trước đi. Cường. Cường. Bằng mọi cách không để cho Cường nó ở tù được. Tiếc là Thủy Tiên không gặp được ông Vũ. Chỉ có ông Vũ mới cứu được nó thôi. Tôi đi tìm ông Vũ. Ba mới đi làm về ạ. À? Ủa? Từ đêm qua đến giờ cô vẫn ở đây à? Đúng rồi. Tôi đuổi cô đi kìa mà. Anh nhớ về em mỗi khi tình rơi. Ba đừng có giận như vậy. Con ở lại để nấu bữa ăn cho nhà mình. Xong con sẽ về ạ. À? Ba mẹ nghi phạm cũng cho rằng anh ta cũng là người bị hại. Đồng thời cáo buộc Gia Huy là người cố tình gây thương tích. Thì ba mẹ cô cũng vào tù luôn đó. Cái gì? Cô nói vậy tức là sao hả? Vậy thì tôi cho cô biết nha. Số tiền bảo hiểm tai nạn của ba mẹ tôi ngày trước á. Em phải biết tự chăm sóc cho mình, nghe rõ chưa? Rồi anh với mẹ qua thăm em. Đến đây, lớn rồi, không được khóc. Còn phải nghĩ người cho việc làm gì. Và nhất là phải vui vẻ với con. Xin em sống thật với chính mình. Xin đừng đem rồi lừa lên dấu. Ui, con nói vậy làm sao được? Ba mà biết mẹ nghe lén là chết luôn á. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà con tin là em sẽ quên về. Bây giờ chỉ cần thời gian để khuây hoãn. Có thể xưa bây giờ đã heo mòn. Thôi đành thôi ta phải để cho nhau tự do. Xin để em sống thật với chính mình. Tình cảm của mẹ là cái gì? Xin đừng đem rồi lừa lên dấu tình. Ba. Xin đừng đưa em vào những môi hôn tình yêu gian dối. Em giờ đây chẳng cần ai hiểu mình. Khi thời gian đã nhạt phai bóng mình. Nó là gì vậy? Xin đừng giữ em lại. Anh không giữ nó. Hai mắt đỏ lè vậy nè.